Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay dưới đây có 3 mẫu xe đạp địa hình Midsize Way 2.27.5, một dòng xe đạp địa hình đến từ một cái thương hiệu cũng đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi, thương hiệu Midsize, là một cái thương hiệu nội địa của Đài Loan và rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì hôm nay về một chiếc xe mà phải nói là cái độ mới và đẹp của nó thì gần như là mới tinh, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên khung cả. Màu sắc thì rất là đẹp, đen, màu đen chủ đạo cộng với cả kẻ chỉ đỏ và logo trắng, nhìn rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung, đẹp mắt. Và cái bộ cấu hình của nó thì cũng cực kỳ là cao cấp các bác nhé, của DOG, bộ cấu hình Shimano DOG 10 tầng líp và 3 tầng đĩa. Xe thì em vừa mới về thôi, nó vẫn còn bụi này, vẫn còn bóng thùng, vừa mới bóc thùng nó vẫn còn bụi, còn lau đi này, lại rất là mới. Chỉ có những cái vết xước do quá trình sử dụng này hoặc là vận chuyển về, nó có những vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn cái màu sơn này, các bác nhìn trên hình khung xe thì nước sơn các thứ này còn rất là đẹp, từ vân lốp này, vân lốp này còn rất là mới các bác nhé. Chủ cũ họ đi cực kỳ là ít và bán lại nên là giữ được cái độ mới của xe này rất là tốt. Đấy, bộ cấu hình rất là cao, Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng, rồi Mayer Luvatec bánh bi vòng. Nhầm, em xin lỗi, đây là Mayer DHD mà nó là bi vòng bạc đạn đấy, chạy bạc đạn. Bánh là vành bánh là 27.5, lốp Kenda nguyên zin theo xe. Nhựa Midsize, dây chạy âm sườn này, dây chạy toàn bộ âm sườn khung nhôm. Trên ghi đông thì nó được trang bị, đây là bộ ghi đông nguyên zin theo xe các bác nhé, ghi đông của Ford này, nguyên zin theo xe, rồi cả tay lắm này, và cấu hình là DOG, tay bấm xả Shimano DOG 10x3, 10 lít 3 đĩa, tay phanh dầu Shimano, và có cả một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái đây. Đấy, sóc này là sóc dầu các bác nhé, cũng là nguyên zin theo xe luôn. Vành bánh 27.5. Cái mức giá đang bán tại hàng chỉ có là 8.900.000, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp mà nó đáp ứng đủ những cái nhu cầu chơi xe, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho một người chơi xe cơ bản. Về chỉ cần mua thôi, không cần chỉ cần đi luôn thôi, không cần phải nâng cấp hay gì cả, vì bộ cấu hình nó cũng là một cái bộ mà quốc dân rồi, hầu như là ai chơi xe thì cũng có thể biết được cái bộ này rồi. Nó cận cao cấp của dòng Shimano về địa hình này, rất là ngon. Làm sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm, thì nó quy ra là xe có 17 inch, cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi phù hợp. Bộ côn bộ DOG chuyển động rất là mượt, nhìn trên hình đồ DOG này nó cũng dòng cận cao cấp của dòng Shimano về địa hình rồi, sử dụng rất là mượt. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.